Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu Ặc làm clip lưu trữ Ặc MCK, một trong những rapper đã bỏ chơi game nửa năm mà MCK chơi One Punch Man. Rồi, đầu tiên để coi. Thì MCK mày bỏ nửa năm mày ai mày Ặc bỏ nửa năm mà thấy lạ lắm mấy anh em à. Mày Ặc bỏ nửa năm có đi cây, mày có tăng tốt, mày có du động đất, có skin, có flash C-Flash 2. Mày có Boros, có MK, ủa rồi bỏ nửa năm bỏ dữ chưa? Ôi mấy kêu bỏ nửa năm nha, bây giờ tôi tính bỏ nửa năm của nó nha. Để đi tôi tính nửa năm. Nửa năm của nó là cách đây 6 tháng, đúng không? Nửa năm là 6 tháng, bây giờ tháng 9. Mà 9 mà trừ cho 6 ra là còn 3. Thì nó nghỉ từ lúc tháng 3 cho tới tháng 9, đúng không? Nó nghỉ từ lúc tháng 3 cho tới tháng 9. Mà nó vẫn có vu đồng đất, nó vẫn có MK 5 sao tím, nó vẫn có con flash C-Flash 2, nó vẫn có tăng tốp, nó vẫn có skin. Ôi má, nó có đầy đủ luôn, không thiếu mẹ gì hết á. What the fuck, đúng không? Tháng trước là bây giờ tháng 8 đi, tháng 8 là con MK, tháng trước tháng 7 là con MK là con xương rồng. À nó không có xương rồng, nó không có xương rồng, nó bỏ con xương rồng 1 tháng. Trước con xương rồng là con năm đầu 2 tháng, ok nó bỏ năm đầu. Trước năm đầu là con đi cây, nó có con đi cây mà. Nó có con đi cây mà. Bỏ năm đầu bỏ xương rồng 2 tháng à. Rồi trước con đi cây là con tăng tớp. Có tăng tớp mà. Rồi trước con tăng tớp là con skin, có skin. Rồi giữa giai đoạn tăng tớp skin có vua đồng đất luôn mẹ, và vua đồng đất 2 mà còn siêu kỹ luôn. Cái Master Tree này cái là cái tính năng liên kết nha, cái tính năng liên kết, tính năng huấn đệ liên kết. Cái này anh có đăng clip rồi, đăng clip trên kênh rồi, em bấm cái tên này là ra. Bỏ 2 tháng nè, sao quần. Bỏ gì đâu, bỏ kêu em bỏ nửa năm, mày bỏ nửa năm khỉ khô, nửa năm. Ặc này mà nửa năm mà 78 triệu được chiến. À Zombie Man nữa, 3 con, 3 tháng thôi. Bỏ tháng của con Zombie Man, con năm đầu, à 4 tháng. Bỏ 4 tháng con chó nữa, con chó. Nghỉ con chó. Con năm đầu, con chó, con Zombie Man, con xương rồng, 4 con. Nghỉ 4 tháng, làm gì nửa năm. Nửa năm mà giờ này con MK này 5 sao vàng, 5 sao tím. Bỏ con điên bóng à, không đủ vía điên bóng à. Rồi. Trời. Ủa sao nó không quay điên bóng. Ôi mới 400 vía nè. Ủa không chơi điên bóng ta, chơi MK mà tới tháng điên bóng sao không quay điên bóng, bỏ điên bóng à. Quay không, cày hộ cũng mới quay điên bóng chứ. Mày 400 vía nè. Ôi nè mấy ông 400 vía có sự tuyệt kỷ luôn nè. À, hay là định quốc con tết Sumoki UR à, quốc tết Sumoki 2 à. MK cùng MK 2 luôn mà nè. Nè MK cùng MK 2 luôn nè mấy ông. MK 2 tăng top 2 luôn nè. Đâu tăng top 1. Tăng top 1, vuông đất 2. Hoài mày Ặc này tôi sẽ lấy vô làm, tôi lấy vô làm content vuông đất mấy ông ạ. Trời ơi, vậy là nghỉ dữ chưa? Hay là cái tháng con, hay là cái tháng con điên bóng không quay bỏ điên bóng luôn à. Ủa mày bỏ điên bóng là thọt lắm đó nha. Má bỏ điên bóng là thọt ác luôn á. Ờ 400 vía này thì tha hồ quay Tatsumaki rồi. 400 vía này tha hồ quay 4 con UR, thoải mái 4 con UR free. 400 vía này 93 vía siêu kỹ này để vía cho con Sonic. Con Tatsumaki lấy siêu kỹ combat sau cũng được. Cái này tha hồ bỏ tha hồ luôn này, mà có tăng top thì Tatsumaki quay 1 cũng được. Cái này nghĩ là tăng điên bóng 1 với nhầm, điên bóng 1 trong Tatsumaki 1, Sonic 1 siêu kỹ. Nói mà lấy hết UR luôn cũng được. Nói mà chơi lại đúng lúc UR luôn. UR thì như chen giấy trắng, chả cần nguyên liệu gì. Rồi coi thử còn dư đá anh hùng không, mà sao bỏ con điên bóng uổng vậy trời. Sao mà bỏ con điên bóng uổng quá vậy, dư đá anh hùng không. Hết đá anh hùng luôn. Gần như là hết đá anh hùng luôn. Rồi ok. Đấy thì Ặc này thì để mà đưa ra lời khuyên á, anh nói luôn nha, làm gì thì làm thì cũng ráng lấy con điên bóng. Con điên bóng nó khỉ hơn con MK nhiều. MK2 sao khỉ bằng con điên bóng 2 được.
Cái này không biết hình như là mới quay cùng MK Combat hay sao á. Cái này là mới quay cùng MK Combat hay là sao á, chứ sao mà lên được, hay là quay lúc đó 2 sao, quay Combat lên 2 sao luôn hay sao vậy? Mới quay Combat à? À lấy Combat à. Này mới lấy Combat thì mới lên được. Ở tháng này đang là con Zombie Man mà, tháng này đang Combat là con Zombie Man mà, siêu kỹ Zombie nè. Thế này đang combat con Zombie Man mà, đang có quay siêu tự kỷ Zombie Man nè, đây nè, đúng không? Đây nè. Thế này đang là con Zombie Man mà, tháng sau mới là con Zombie Man, xong rồi tới con gì, đúng không? Zombie Man xong tới con gì ta? Zombie Man xong tới con MK. Zombie Man xong tới con MK. Ủy chưa? Gì cũng MK quay lúc MK ra mà, tháng này đang Zombie Man mà cũng chưa quay con MK gì, cái lúc mà quay con MK là quay luôn con MK2 mà sao, tại sao con điên bóng không quay? Ồ, mẹ nhiều ẩn số quá mấy em ạ. Rồi, ok. Thôi không nói nhiều về chủ đề nữa. Coi đồ thôi, đồ chắc 80 triệu được chiến thì mấy em biết rồi. Đồ mà 80 triệu được chiến thì khét lẹt. Mấy em hiểu, tôi nói đơn giản thôi. Bên CVC mà 80 triệu được chiến, đồ thì thôi khét lẹt mấy em ạ. Đồ thì khỏi cần nói luôn. Đồ thì full sao, không cần nói. Đây, vua vùng đất. Đam mua nết đầy đủ luôn, full sao. Rồi, ghi trang bị cũng full bộ đi cây. MK là hỏa lực rồi, đi cây đi chớp rồi, full sao hết luôn. Nói chung là tầm lực chiến này thì nhiêu đó là đúng rồi. Rồi ok, Kabuto nè, tăng tớp không năng rồi, đi cứu gì, đi nhét con quỷ Boros này vô làm gì, chỗ này phải là con tăng tớp thiếu tâm linh. Đi cây chứ. Rồi. Đây. Có đi cây. Xong rồi đấy. Đi cây thì chỗ này con flash boost cho con 10k rồi. Như này. Rồi. Cái gì chứ? Rồi, ok. Đấy thì ạc này ở bên CVC. Để coi thử tính năng chiến thuật. À quên, coi thử tính năng chiến thuật. Tính năng chiến thuật thì sẽ như thế nào? Anh hùng. Rồi ok, đồ của đầu người ta anh hùng. Ngon, ok được. Anh hùng hút máu. Quái nhân hút máu. Nhưng kích cái chỗ này không kích luôn cho cái quái nhân luôn đi, còn nhét cái phản đam 3 sao vô lấy được chiếc làm gì trời. Hoài. Mày hên thế nhỉ, 3 thỉ quái nhân luôn, 3 thỉ cam quái nhân luôn à. Nhét vô kích bộ 5 à, cũng đâu đúng. Kích bộ 5 à. À kích bộ 6. Kích bộ 6. Bộ 6 kích lực chiến ảo cũng được. Tầm này 80 triệu chiến kích lực chiến ảo làm gì, thiệt. Thấp thì mới kích chứ còn cao kích làm gì. Rồi ok, vũ trang tốc độ cam rồi, ok. Kết đấu trị liệu dân chào, ok luôn. Rồi. Công nghệ. Rồi ok. Cái này để mà nói nha, cái này anh nói góp ý cái này chút xíu nha. Cái này nè, mặc dù nó nói nha, mặc dù cái này ở cái móc đầu tiên thôi, ở cái móc 1 sao nha, cái bộ này 1 sao. Đúng. Cái móc này đang nghe 1 sao đúng là 50% đam. Nhìn nó rất là yếu, nhưng nghe nói nha. 50% đam này. Con MK mà nhiêu đồ này nha, nói con MK này mà full gi như thế này nha, con MK này là gọi là con MK full gi. 18 triệu lượt chiến thì con MK này nó bắn ít chút cũng phải tầm 140 hoặc là 150 triệu HP. 50% xương xương không cũng 75 triệu. 75 triệu là một con số lớn. Thiệt. Một con số lớn chứ không phải là một con số nhỏ nha. Thì nếu như mà để cho thà để luôn cho bên anh hùng luôn, để cho công nghệ đúng cho một mình con MK đam thôi, thì kích cái này cho anh hùng. Không, kích cái này cho anh hùng thì cũng ok, nhưng mà nếu mà để full bộ cho anh hùng luôn thì ngon. Tại vì vô lý để như gì thì nó không có thuyết phục, đúng không? Để anh hùng phản đòn như này thì nó không có thuyết phục. Mọi người biết tại sao nó không có thuyết phục không? Mọi người biết tại sao tôi nói nó không có thuyết phục không? Đầu tiên nha, nè mấy ông coi nè, ạc này không lấy điện bóng. Một, ạc này không lấy điện bóng. Cái thứ hai nữa, đang tớp miếu ở đồ. Nè, đang tớp miếu ở đồ. Nè. Đây trang bị nè, đang tớp không có đồ. Nè. Đó, đang tớp trắng chân, không có đồ. Nguyên tăng tốc không có đồ. Con
điên bóng thì cũng không có gì, đi phản đam làm gì, máu có nhiều đâu, máu chừng 6 triệu mấy vô bún cái chết, đi phản đòn làm gì, để hai cái đòn phủ đầu để cho con MK nó bắn đam làm gì, đang đi MK đam chính thì chuyển cái bộc phá đồn hai cái đồn phủ đầu để cho con MK làm đam luôn đi. Đúng rồi, MK 2 dí dư 400 dí, mà tại sao không lấy con điên bóng, không hiểu. Mày con điên bóng nó mạnh vãi cứt luôn mà tại sao không lấy con điên bóng, chịu. Cái này thì nó hơi vô lý, cái này thiệt sự là phải chê. Lắp cái này, lắp cái phản đam này vô lý lắm, bây giờ kêu mà để lấy phản đòn anh hùng, bây giờ đâu có nào anh hùng để tăng đâu, chẳng lẽ lấy MK tăng à. Tăng top thì cũng không có đồ, tăng top thì không có đồ. Rồi điên bóng thì cũng không có, rồi lắp anh hùng phản đam cho anh hùng làm gì, lý thuyết là đúng nhưng mà thực hành thì hơi sida. Rồi tâm linh thì cũng không kích luôn. Rồi ok, đấy đó là lời khuyên cho ạc. Thì đầu tiên nhưng ạc này thì còn vé nhiều, đầu tiên ạc này còn vé nhiều, tướng cũng đầy đủ trong meta cơ bản đi chơi thì thọt cách thôi. Thì nếu mà chơi lại những con cần lấy silver C thì kim cương là biển mà mấy anh em, silver C thì kim cương là biển thì cho nên là nên suy nghĩ về việc lấy con điên bóng combat, mà chờ con điên bóng combat cũng lâu nữa, tháng sau là con MK, rồi tháng sau nữa mới tới là con điên bóng, mà tháng con điên bóng nó combat thì nếu không lầm thì con điên bóng nếu mà nó combat thì nó có thể rơi vào tháng của con Sonic, đúng không? Tháng con Tatsumaki, tháng này là đang combat con MK đâu, con zombie. Thì tháng của con Tatsumaki là sẽ combat con MK, thì tháng combat của con tháng con Sonic thì sẽ combat con điên bóng. Thì lúc đó đang trong giai đoạn mà quay tướng UR, mà bây giờ lấy tướng XR cộng thì trong tâm lý mọi người, đa số mọi người sẽ muốn bỏ nhiều hơn là sẽ là muốn quay. Nhưng mà bỏ con điên bóng thì nó hơi thọt, thì mặc dù nói gì thì nói con điên bóng nó vẫn rất là mạnh. Nhưng mà Silver C này đang sát với Silver chung nhiều quá. Thì khi con Sonic xong rồi tới con G4 UR, con G4 xong rồi tới con Sigil, thì để coi thử là tương lai co nó sẽ là cái gì. Nếu mà co mà nó khắc chế phản đam chuyên dụng á, nếu mà co mà nó khắc chế phản đam chuyên dụng thì thôi bỏ con điện bóng luôn cũng được, ăn hành 5 tháng. Ặc này nếu mà bỏ con điện bóng mà đi BK trả lại ai á, tôi thẳng luôn, ặc này bây giờ BK úp lại ai á, phân khúc cùng được chiến luôn. Bây giờ mà gặp con điện bóng mà quá trình 1 thôi úp cũng thua, thiệt. Gặp con điện bóng mà quá trình 1 thôi úp cũng thua, cho nên là không có Buri vòng quay rồi. Buri vòng quay rồi mấy anh em. Buri vòng quay nên không có tính tháng Buri. Cho nên là để mà suy nghĩ mà lấy con điện bóng combat thì chắc thôi, chắc bây giờ đã bỏ luôn rồi thì bỏ ý định lấy combat luôn đi. Thôi chốt đi. Ặc này bỏ con điện bóng luôn đi, như là lấy không kịp nữa rồi. Tại vì bây giờ là toàn meta, tháng sau là ra UR mẹ rồi. Tháng sau là ra UR rồi, ra Tatsumaki rồi, ra Sonic rồi, bây giờ quay UR thôi, tôi nghĩ là bỏ con điện bóng đi, tại vì con điện bóng lấy combat thì lúc đó cũng con Sonic xong rồi hai con UR nữa, thì tương lai nó sàn sàn cũng sắp tới co, để coi thử Silver chung nó ra co hay không. Nếu mà Silver chung nó không ra co thì suy nghĩ tới việc lấy con điện bóng, còn nếu mà Silver chung nó ra co thì thôi để dành vé lấy co. Tại vì meta trong meta co UR thì xài đá đỏ, giờ đá cam cũng không dư. Rõ ràng đây là đá cam không dư. Đây. Đá cam không dư. Không dư một viên rồi luôn, thì cái việc mà lấy con điên bóng ở tầm này nó no hope lắm anh em. 180 vé no hope lắm, cho nên thôi bỏ luôn đi. Rồi, ok. Đấy là đặt cuối cùng của clip lưu trữ, hôm nay là ngày thứ 7 ngày cuối tuần. Đấy. Thì MCK rapper. Đấy. Thì nghỉ 4 tháng giai đoạn con chó, con xương rồng, con năm đầu và con gì ta? Đúng không? Năm đầu zombie man, chó năm đầu, năm đầu chó xương rồng zombie man 4 tháng. Rồi, ok. Chốt ở đây thôi. Tư vấn như trên, coi lại sắp xếp tính năng chiến thuật, coi lại coi chuẩn bị đang dí nhiều nha. Thì chuẩn bị một cái meta cho một meta UR, là meta đầu tháng sau chắc chắn là CVC ra UR rồi, không ra con nào nữa đó. Rồi, ok.